Sáng nay, Trường Đại học Cửu Long và Trường Đại học Song Gốc Hàn Quốc tổ chức chương trình tư vấn du học Hàn Quốc với sự tham dự của 400 học sinh và cán bộ quản lý giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tham gia chương trình, học sinh được giới thiệu chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long với Trường Đại học Song Gốc và các chương trình du học tại Hàn Quốc, đồng thời tìm hiểu, trao đổi và đáp thắc mắc liên quan đến các ngành nghề đào tạo, điều kiện ăn ở làm thêm, chi phí du học cùng các chính sách hỗ trợ lưu học sinh cũng như cơ sở vật chất môi trường học tập tại Hàn Quốc. Thông qua chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn về các chương trình du học tại Hàn Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các em khi có nhu cầu du học tại Trường Đại học Song Gốc. Trường Đại học Song Gốc đào tạo đa ngành nghề, trong đó ưu tiên khối ngành quản lý khách sạn, nhà hàng, dịch vụ y tế sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp và các khối ngành kỹ thuật.